Thật sự ra hiện bây giờ nhờ cái phước báo của nhân dân của mình, nó sống có thiện pháp nhiều lắm rồi. Chứ không kéo nó sẽ sụp đất này, nó lũ lụt nó. Không thấy cái miền Trung đó, mà nhất là vi dân mà tràn lưới là cái gì đó khổ này. Bởi vì bắt cá nó lôi xuống biển hết á. Cho nên vì vậy mà thầy nói sự thật ra mình làm ác thì mình sẽ bị vậy, không dạy được. Nhưng mà mình làm thiện thì học tâm của mình nó sẽ bảo vệ. Cho nên vì vậy mà càng phổ biến được cái đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh thì hành tinh chúng ta không ai mà động đắc được. Nghĩa là không có thời tiết nào hoặc là gió bão nào nó bây giờ vũ trụ hay không gian của chúng ta, cái không khí chúng ta bây giờ thay đổi sức nóng nó tăng lên thì nó tăng đầu tăng chứ việc nào nó không tăng đâu. Tại dân tộc tôi nó vậy, tôi sống đạo đức. À, mấy con về nó bây giờ nghe các nhà khoa học tuyên bố thế này thế kia, nhưng mà đối với dân tộc tôi là hoàn toàn sống năm giới, không phạm giới, thì không bao giờ mà đất nước Việt Nam này bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng mấy người cứ lo mà tập trung mà giết hại mà giận hờn phiền não thì cái sức cái từ trường từ cái chỗ mà sân hận, từ cái chỗ hành động mà giết hại chúng ta, nó sẽ phóng sức lên trên không gian mà ngay cái vị trí của đất nước của quý vị nó sẽ sụp đổ đó.